Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Vlog nhà nông của mình. Ở clip này mình xin chia sẻ với các bạn là bầu trồng sen canh. Thì trồng sen canh với ớt thế nào? Mời các bạn lắng nghe cùng mình nhé. Thì như ở địa phương mình trồng bầu, trồng mướp, gọi là những cây mình bắc giàn, mình có thể là trồng những được những cây gì sen canh ở dưới như kiểu là nó vóng ấy mà vẫn sống. Thì các bạn là nghe là như mình nói là như cây ớt này, cây tỏi tây, cây cần tây đều là những cây có thể là trồng sen canh được với bầu. Thì các bạn xem là đây là một ruộng bầu vừa mới lên giàn thôi. Thì cơ bản là bầu ấy là trồng ấy là cây cách cây khoảng từ 70 cho đến 1 mét, luống là khoảng 1 mét, 1 mét đến 1 mét 2 một luống. Luống là cách luống, như kiểu trồng bầu ấy là luống cách luống, gọi là 2 mét, nó gọi là 2 mét, nó gọi là một luống. Nếu mà mình làm ấy như kiểu là luống 1 mét thì cứ cách một luống là mình trồng một hàng bầu đấy, cứ thế. Và dưới hàng bầu này các bạn xem, đây là dây bầu, còn đây là gốc mướp. Các bạn xem là có thể trồng trực tiếp cùng một luống với bầu. Đây, bầu là mướp ớt quả rất to, các bạn xem rồi, ớt rất to và sai. Quả rất to và sai và nhiều. Ớt tại thời điểm này là thu là cũng giá rất cao đấy, cũng tùy từng lúc thôi. Ví dụ là thời điểm cao có thể là lên đến 5-60 nghìn một cân ớt, và thời điểm thấp thì mình cũng nói là cũng có thể là chỉ có tầm 10 nghìn thôi, 10 nghìn một cân ớt, cũng có thể là rẻ hơn. Đấy là như mình là chia sẻ, cây ớt của mình là cũng đang rất là sai quả. Các bạn xem, như một cây ớt này sắp tới thu hoạch cả cân một cây mất. Quả của mình rất to nhá, các bạn xem này, quả ớt này, ớt toàn gần như ngón tay mình, nhưng mà ớt này ăn rất cay đấy, không phải là ớt không cay đâu. Mình vừa thu ớt, mình vừa thu bầu. Các bạn xem đây là những quả bầu, những trái bầu bắt đầu ra quả rồi. Lá bầu này là hiện tượng là bị xương nấm nhá, nấm lá. Các bạn là nếu mà bầu có hiện tượng này có thể là đánh cho bình thuốc xương. Xương ở đây mình có thể là đánh thuốc. Thì đánh thuốc như thế nào và chăm sóc thì mình có thể là ra những clip sau. Còn clip này là mình xin giới thiệu và chia sẻ với các bạn là trồng bầu sen canh, có thể là những cây vóng, ưa vóng để mình thêm thu nhập cho mình, gọi là cho địa phương mình ấy. Thì những cái ớt này mình trồng cả quanh năm ở trong bầu, trong mướp. Thời tiết mà có gọi là nắng mưa thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, vì cây ớt này là rất là khỏe và ưa độ vóng cực cao luôn, có thể sống được bất kỳ ở đâu đấy. Để các bạn xem là đây là một ruộng bầu đấy, giờ ruộng bắc giàn chuẩn bị cho thu hoạch quả rồi, bắt đầu bầu lên giàn đấy. Cách thức thì cũng chăm sóc cũng đơn giản thôi, cây bầu này cũng không cần phải cho ăn nhiều. Các bạn xem đây là một dây bầu cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà dưới ruộng bầu này là cũng ở khu vực mình khi bầu bắt đầu ra quả thì mới cho ăn cơ, chứ còn bầu mà chưa ra quả này là cũng hạn chế cho ăn lắm. Các bạn xem là cây bầu bắt đầu nên khi lên giàn cái là bắt đầu ra những trái nhỏ. Các bạn xem, nếu mà thu vừa thu bầu vừa thu ớt này, các bạn mà làm với mô hình ruộng lớn
cho thu hoạch rất cao đấy. Vì ớt là rất là sai. Đấy các bạn xem là một cây ớt cành như này. Đấy các bạn xem là thật ra là có thể là dấu lá ở trong lá rất nhiều. Các bạn xem là thật ra là nhiều khi là quả ớt này ấy, là ở trong lá còn nhiều lắm. Còn bên mé ruộng này là ớt là xen canh với cà pháo hoặc là cà tím, thì nó quả cây cà tím thì hơi cao hơi to, nhưng mình xen canh với quả cà pháo thì là vừa. Còn là mé bên ruộng bên cạnh kia đấy các bạn xem là một ruộng mướp hương bắt đầu cho ra quả rồi, các bạn xem là bắt đầu ra quả con rồi. Còn bên kia nữa cũng là một ruộng ớt trồng xen canh với mướp. Thì các bạn xem nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của mình. Mình sẽ chia sẻ cách thức trồng vào thời điểm nào và chăm sóc ra sao. Để mình cùng đi sang mé bên này. Thời tiết hôm nay là sương muối là hơi nặng, thành ra là nhìn các bạn xem này. Đấy. Bắt đầu đã cho ra trái để thu hoạch bầu gốc rồi. Bắt đầu cho ra những trái. Ấy, mình có dụng bầu này là mình cao, thành ra dàn là hơi thấp. Mình mà bắt dàn của mình thì cao ráo lắm các bạn. Các bạn xem là mô hình trồng bầu cũng đơn giản thôi. Mình trồng bầu có thể trồng thêm những cây ớt để lấy thêm thu nhập. Ví dụ là cùng một đầu sào thì mình có thể là vừa trồng bầu vừa trồng ớt ở dưới như thế này, thì thu nhập và năng suất sẽ cao hơn. Mình đi vào ruộng này, ruộng là vừa hôm qua bơm nước, thành ra là mình đi là hơi bị dính dày, thành ra là đi rất là khó, các bạn là thông cảm. Đấy, như mình chia sẻ đấy, là bầu này có thể là trồng xen canh vào được. Như mình mà trồng bầu có thể xen canh được như cây ớt này, cây cần tây này, cây tỏi tây này. Thì để clip khác mình quay ruộng có những cây cần tây và tỏi tây. Còn clip này thì mình chia sẻ với các bạn là có thể trồng được với cây ớt, mà là ớt rất sai luôn nhá. Đây là chỗ này là bắt đầu có những cây bầu lên rồi nhá. Các bạn xem này, bầu lên rồi, ở dưới cái bầu này. Đấy, ớt rất sai. Đấy. Đâu có phải là cái chỗ các cây chỗ nào quang rồi mới có đâu. Đấy các bạn xem. Đấy, cực kỳ sai luôn. Trực tiếp luôn ở gốc cây bầu. Đấy, rất là sai. Về cây ớt này cơ bản là cũng không bị bệnh tật lắm, không có loại sâu nào cắn được ớt, chỉ bị sương thôi. Sương làm sao mà mình có một gọi là mình đánh thuốc sương cho họ, ớt nào cũng không ảnh hưởng gì. Rất là sai luôn. Trồng xen canh như này có khả năng là ớt mà được giá còn thu nhiều hơn là bầu. Để các bạn xem, một quả bầu rất là to mà dài. Cũng có bạn hỏi là mua giống bầu thì các bạn nên tìm đến trường nông nghiệp nhanh hơn, và họ sẽ chuyển phát ship cho các bạn nhanh mà rẻ. Lá bầu này là đây là bị dẹp, lá này là hơi bị bệnh rồi. Đấy, bệnh thì các bạn là phun thuốc bầu này đơn giản lắm. Mà bầu này khi phun vào thì gọi là khi phun ấy, hầu như là bệnh của bầu này đơn giản thôi, mà phun vào là gọi là sạch hết dẹp. Mình đi dính nhiều dày quá. Đây là một ruộng bầu,
Các bạn xem là quả bầu rất dài. Rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo của mình nhé.